Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn nha. Bữa nay mấy chú cháu mình đi sinh tồn trên sông nha các bạn. Nhưng điều đặc biệt hôm nay chú cháu mình sẽ thử thách 12 giờ ở dưới sông nha các bạn. Bình thường thử thách ở trên bờ này chán quá, mình xuống sông mình thử thách dưới bữa nha các bạn. Liệu tụi mình có vượt qua thử thách hôm nay được hay không? Các bạn hãy theo chân tụi mình nha. Chân mày xuống muốn chết thì chân mày làm cái gì? Ủa mày hỏi rồi mày biết hả? Thường cái chân mày đi vào không là tao nhìn tao biết rồi mày ơi. Đi vô chuồng vịt mà đi tung tăng vậy tao hiểu rồi đó. Cái chân mày mang dép hả? Ủa chân mình mang dép hả? Dạ không, để các bạn phải chơi lâu nữa, mấy cháu mình đi thôi. Đi thôi. Úp ơi, đem này thêm nước ăn nữa nè. Có cao nước mày. Bình. Mình em có. Ủa này là gì đen đen mày? Trời, biết gì không? Chơi. Cái này là cái vỏ xe. Ừ. Còn cái này là than. Ủa? Sao nhìn than với mày sao cùng màu với hả? What? Than là em của tao. Tao anh họ đó mày ơi. Tao đại ca đó nè. Tụi bay nín thở 5 phút nha. Nhúc nhích một cái là xăng đổ ngoài liền. Nín một khùng luôn à. Mẹ ơi. Mày mới nín có 3 giây hà mà mày kêu ơi. Mày hiểu không? Mày lẹ lẹ đi, hiểu nó giờ nó nín nó muốn ra luôn rồi kìa. Chưa đổi không ơi. Đã lên, nó ra giờ. Cái gì đổ hoài hết. Ờ đẩy nắp đi mà kêu đổ hoài hết kìa. Thì bởi vậy nó đẩy nắp nó mới đổ hoài không hết đó. Lên đi. Lên đường đi mày. Tèo 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 tèo. Bay chưa xuống nước mà teo hết rồi. Họ xuống nước rồi nó là sao? Mất teo luôn chứ sao? Phải mày, không có mất teo, nó teo là có cây chàm á. Cây chàm à. Lên đường đi mày. Bây giờ mấy chú cháu mình sẽ đi tìm cái con sông nào thích hợp. Ở đây là lục bình sông, mấy chú cháu mình không thể nào bắt cá ở đây được. 5 minutes later. Đây là dụng cụ của chú cháu mình hôm nay đi sinh tồn nha các bạn, gồm có chài và lưới. Bây giờ mấy chú cháu mình sẽ ở trên cái vo lãi này nha. Tới chiều về giờ mình sẽ thả mấy tay lớn này dài dài chảnh cho nó dính cá nha các bạn. Ủa cái mặt của Quốc Anh đâu ta? Ơi đó. Đâu chở banh ra coi. Để mình giới thiệu các diễn viên trong buổi sinh tồn hôm nay nha các bạn. Đầu tiên người thả lưới Phong Sù. Thiện tay trong vai người quăng chài. Đẹp trai vãi. Còn đây là Hiếu Lầy trong vai ông lão chèo đò. Hey. Vai người giữ máy. Còn và cuối cùng chị Ke trong vai thằng ở không. A few moments later. Đây là cái tay lưới thứ hai của mình nha các bạn. Mình thả hồi nãy giờ xong tay kia. Còn nghe nói người ta mấy người đi chuyên nghiệp người ta thả gần mấy ngàn tay không? Gì mấy ngàn tay chứ mày? Ý của tao nói là mấy ngàn tay á. Tay lưới của người ta giảm lắm. Đụng vô là cá là dính hà. Cá đụng vô là dính hà. Còn tay lưới mình đụng vô đi qua luôn à. Cố gắng bơi đi nha, bắt lái đò. Ông lão lái đò nhưng không lão. Đất bơi có kịch liệt, khá là mạnh mẽ. Bơi mà mấy cuộn đi về một hướng. Nói nhiều dễ bị như vậy lắm à. Thằng Phong nó dằn lưới, mấy con cá nào bị đuôi mắt, bị dị tật nó mới dính đâu. Bơi không nổi cái lùi chui vô lưới luôn. Chứ mấy con cá nào nó buồn đời đó mày ơi. Chắc sống chui vô lưới Phong nó chơi chỗ chết á. Nhập không? Ôi một cá. Chuyến này con sẽ chài chừng mười mấy ký cá về được không ơi. Trời ơi nổ. Các bạn ơi, cái ống nước này trên vô lại mới thấy nè. Mình sẽ làm vô nước di động cho các bạn xem. Ôi mày dở quá mày ơi. Giờ mình đã dăng lưới xong nha các bạn. Giờ mình sẽ đi chài để kiếm thêm mớ cá. Để hồi mình chừng tiếng 2 tiếng mình quay lại mình thăm mấy cái tay lưới này nè. Không biết nó dính không trời. Buồn ngủ quá, mình ngủ đi chút xíu nha các bạn. Lớn lên rồi mà mày chơi kỹ mày. Chơi gì? Mày ngủ đã mày tè đã giờ mày la hả? Đè ướt cái quần luôn mày la. Tôi có người quen nhưng thằng nào cũng có ghê. Tôi đây một mình ngồi buồn heo với cái này. Rồi sao mới biết 30 tuổi này chưa ghề là sao. Rồi mình chết rồi thôi. Mày bắt đầu tiên cho hiện tại thể hiện nha các bạn. Mày cái lò để tao. Lên. 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 Rồi vợ rồi. Tam giác. Tam giác. Ê nhớ không thấy không? Tam giác á. Tam giác tròn vuông tam giác á. Dính cây hay gì cứ ngắt rồi. Rồi thế là toan. Thôi toan, toan hết rồi Thiện ơi. Sao tôi nghĩ dính cá sấu quá mày ơi. Cá sấu tao bắt lên tao nướng ăn luôn. À. Vị trí của anh Thiện Tay. Đến từ vị trí của anh Thiện Tay. Gớt gắt. Đây, có dính cái cây này. Dính cây, lặng lặng, thở lặng đâu, thở lặng. Thở lặng.
Ai thợ lặn? Nãy giờ thằng nào ăn không xuống thợ lặn liền. Dạ. Mày lặn đi tao lôi lên lên rồi. Mày lừa tao hay? Còn tôi lừa. Ông ơi. Hả? Này đi làm anh hùng cho cuốn chài không mày? Không. Hả? Hả? Thấy nó bay như siêu nhân không không? Nó giục cái nón nó lên trời đâu rồi nó bay như một siêu nhân. Trời chết. Mày dám lừa tao hả mày? Mày là cái thái gì mà tao không dám lừa mày? Lát mày dính cây thiệt là tao cho mày tự lặn nè. Ok cưng, 10 năm sau mới chưa chắc dính cây đâu. Rồi 2, 3 lên. 4 đã lên đèn kìa, đi lấy chồng. Ôi mày đó. Này tròn nè, tròn. Tròn rồi, tao đi dướng đó kìa. Mày thì cứ tối ngày vuông vuông tròn tròn suốt vậy đó. Tâm chát nữa mày. Ừ, quên. Để tao giải cho. Quá bèo rồi. Xì ke đâu? Qua vào mày bình luận cú quan trại kế tiếp của con Thiện cho tao coi. Để tao đấy tao. Nè nè Hiền ơi, tao bình luận Hiền ơi. Mình bình luận nha các bạn. Mình bình luận nha. Mình bình luận Hiền á. Mày giỡn mày bình luận đi, mày nói hoài mày. Bình luận Hiền nha. Không có giỡn nha. Cho mày xuống sông bây giờ này. Luận thiệt. Ừ, bình luận đi kìa. Bình luận thiệt nha. Ừ. Bình luận thiệt. Út ơi. Hả? Cho con được phép dục này xuống sông nha Út. Đây là một pha quan trại kế tiếp của Thiện Tài. Chuẩn bị 1, 2, 3 quăng. Gì cha? 1, 2, 3 quăng. Đây cái chài hình tam giác các bạn. Đây cái chài đang dần chìm xuống. Rồi nó đã chìm. Ôi chài nó dính cái gì nổi lên kìa các bạn. Cái chân phong. Cái chân phong. Hiệp sĩ gói chài. Nhảy xuống này dính rồi. Hiếu, dở cái nhánh trà lên cho mọi người cùng xem Hiếu. Tới không? Quá trời rồi. Nhánh trà quá là bự luôn, mà nó kêu là nhỏ. Trời đâu mấy cá. Mày thấy cây với có không à? Yeah. Có cá chốt là mày nói nhiều. Sao? Cá chốt đấy. Thôi, được con cá chốt bự kìa. Cá chốt châu phải. Rồi cái cây nó còn bự hơn con cá chốt luôn. Ôi cá chốt long thần luôn trời. Bự ghê. Quá trời cá chốt bự luôn, cá chốt trâu. Cá chốt trâu giống như con trâu vậy không? Tôi ngày biết là thiệt tao chứ biết làm gì vậy. Tao chài hai cái hai con đó. Coi chừng mày chài cái chừng không có con nào luôn. Chim chài cái nước mà biết đâu tôi giả ăn cái kéo lên cắm đầu luôn sao. Cây cắm đầu á. Cô mất cái càng rồi. Còn có cái nào? Con cua đá nè. Ừ. Cứng dữ dằn. Cứng đầu á. Cứng đầu như cái đầu của con Thiện á. Toàn nhiều con lão chèo đồ á các bạn ơi. Bơi quá trời luôn. Cái xuồng không có đi gì hết. Đây là mất chài đầu tiên của mình nha các bạn. Né ra cho anh Thiện nè. Wow. Một pha rất gắt. Có dần kéo lên cây không em nổi. Một pha chài của con sùng quá gắt dầu. Con nhận. Wow. Chài hay thiệt. Chài dính rau thơm luôn. Này định nấu canh gì nè. Ngò gai nhìn y chang cái đu đủ. Đây là cái cây ngò gai nha các bạn. Quá trời gai luôn. Đụng vô một cái là chảy máu. Đâu? Đụng quá chảy máu trời. Đây, từ đây đưa tay đây. Tao nghi chuyến này chắc nạn đó nạn khác xảy ra truyền miên quá tụi bay ơi. Sao mày? Nãy giờ trời mới có hai con cá à. Mình năm miệng ăn luôn đó. Năm miệng ăn hả? Trời năm cá rồi. Trời năm ba cá ba con. Bởi vậy nó nói cameraman bất tử là phải rồi. Ô. Ôi. Dạ lại. Thấy vuông vuông tròn tròn tấm giác này chắc chiều nãy không có cái gì ăn rồi đó. Thấy rồi biết rồi đó. Ông ơi. Hả? Con cá nè. Ôi, cá phi bự kìa. Đâu? Nó coi nó cây. Đâu rồi? Quăng nè té dính đầu con luôn á. Đáng lẽ là con nổi lên rồi. Con nó hẹn luôn á, con kịp lúc xuống dưới luôn. Con đạp ngay đầu nó cắm xuống dưới nè. Ông ơi. Vậy. Dạ mất tẹo quá đi đâu vậy. Nè. Đứng đại đi. Đâu được lên bờ đâu. Mấy cây lùng con. Ừ đúng rồi, mấy cây lùng này mà bẻ quất vô đít đã lắm nè. Ôi. Ê. Ôi. Bày hài với ông. Có gì đâu. Nè. Thích sọt. Rồi, ôi rồi. Tiếp tục. Thế là tam giác vuông tròn. Anh Thiện là một pha highlight rất là dũng cảm. Ủa dây đâu? Ở dây đâu? Rồi dây đâu? Mất tiêu còn dây rồi. Ôi cái chà kìa, lượm cái chà kìa dây lên. Dạ không có gì hết rồi, bái xong rồi à. Dạ mình sẽ ngồi trên cái thành gió đá nha các bạn. Nè đó. Quá trời đợi đây.
Ủa chán ghê chứ. Quái quá là đỉnh. Có em nào không? Cây không. Cây không. A few moments later. Đây là cái chài quyết định cuối cùng nha các bạn. Để mình đi cuốn lưới nữa. Bê coi tao nè, tin nó tao. Tao thấy chài này có cá rồi đó. Ôi, cá nè. Wow. Bao con luôn. Vậy là mày thua không đó thầy không? Được mấy con cá phê tụi con? Ba con. Một ngày lên trên sông đã quá các bạn ơi. Hồi nãy hai ba giải chài rồi, bây giờ để cho tao thăm lưới cho. Không tin vào mắt mình luôn trời, dính ngay cái đầu cá luôn. Dính ngay cái đầu cá. Dính ngay cái đầu cá. Thấy cái đuôi mà. Nó lươn lẹo ghê. Ê, dính cá biển kìa. Lụm xíu. Lụm luôn. Chuyến này vô mánh rồi bây. Lấy vô cái mánh. Ờ, cá gồm. Ôi, cá gồm quá trời luôn, dính liên tục luôn rồi. Báo, sông này không ai đi chạy hết đó bây. Có mấy chú cháu mình nguyên bữa nay. Thêm một con cá gồm biển nữa nè các bạn ơi. One hour later. Trong khi mấy đó đi cuốn lưới, mình sẽ đốt than, đốt lửa kiếm than để nướng cá nha các bạn. Đốt lửa kiếm than hay đốt than kiếm lửa? Ừ, con nếp lửa kiếm than đó bây. Có cá nè. Dính, quá trời dính cá rô luôn rồi. Cá rô. Hồi nãy cá biển nữa phải không? Biển được 4-5 con cá biển. Quá trời cá rô. À. Chiều nay có đồ ăn rồi đó. Thêm một con cá rô. Trời ơi, cá rô. Tụi mình sẽ nướng cá ngay chơi cái vỏ lãi luôn nha các bạn. Trời ơi, cá rô dính nữa kìa. Giờ chiều rồi gần tối. Bây giờ chú cháu mình sẽ nướng cá nha các bạn. Ủa, hả? Được con cá chốt giấy nè. Trời ơi. Con cá chốt. Khổng lồ kìa. Cẩn thận nha. Cẩn thận tay chứ miệng. Cá chốt bự nè. Lông thần. Ôi trời. Trời ơi xong. Con phóng sinh vô bờ cũng lỗi vô lưới nữa vậy. Dính cà. Ôi. Quá trời luôn. Thấy không, phóng sinh một con lên hai con luôn kêu. Biết vậy nãy mấy chú cháu mình khỏi chài được rồi. Văn lưới cũng đủ cá ăn rồi. Biết đâu không dính ăn muối hay vậy. Có cá không? Ôi có cá nè. Quá trời con, luôn. Cá chốt nữa. Hai con nè. Đây. Bỏ vô. Bỏ đây nè gỡ. Hai em liền. Đây. Cá nhẹ nhẹ thôi. Cá gô mập. Nè cá gô mập. Níu. Đây. Đâu? Ở đây. Ủa cá gô trực bán luôn. Nè các bạn ơi, đây là cái lò nhân tạo của chú cháu mình nè. Khói ra từ cái cuộc xe. Có cái ống khói luôn, bao ngon luôn. Quá trời các bạn ơi, cá dính liên tục luôn. Này là mấy chú cháu mình văng dưới sông mới dính vậy nè. Văng dưới về, dắt dính nát lưới. Cá hả? Gỡ quá anh. Các bạn, con cá rô khổng lồ luôn nè. Quá trời cá rồi, cá dính liên tục luôn. Nặng ghê luôn không? Con nào mình tuốt xuôi không được, mình tuốt ngược. Mấy con bự quá nó dính. Ồ, con cá rô bự. Trời ơi. Wow. Cá lục kiến nè. Dính được con cá sấu kìa. Thôi con ăn cá lục kiến. Mày sao mày khôn chứ hả? Kiến ngon lắm. Nãy giờ mới dính được con cá sấu đầu tiên nha các bạn. Lắm. Một con đầu tiên. Trời ơi, lục kiến. Ủa con cá rô mập kìa. Cá rô mập ghê trời. Xuống liền. Ê cá. Thầy biết nó đại. Phán. Biết bắt con phi không? Biết sao, còn cháu ổng hay gì? Ôi. 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 Cá chốt châu. Châu vàng. Cá chốt châu nữa. Vàng khè. Mình nãy sẽ cá chốt giấy buồn ghê chứ. Chốt giấy bằng kia. Chốt giấy nó phóng luôn. Ê cá rô biển. Two hours later. Ôi, mấy chú cháu mình bữa nay được nhiêu đây nè các bạn, rồi cà phê. Bữa nay tụi mình no cá rồi các bạn ơi. Mình ăn một số mình đem về đó quay. Đúng rồi. A few moments later. Không không. Gì? Trong thời gian chờ đợi lửa củi mày đi đọc bài thơ nghe coi. Để tôi đọc cho mày nghe nè. Rồi. Quất chiếc xe quay bên thay đầu báo cháy đầu lòng chồng lên đá lên những cây cây bỏ mình xăng lên bắp bắp lên cò lên giờ đó số bố 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 đồng bỏ lên cùng thắng có mình mong ai thay nhau sẽ xe nhận lắm thấy rồi thôi mà luôn cái mỏ mà đập đầu xa chia với chồng mới chịu được biết chia ra được rồi leo lưỡi luôn. Tôi kêu mà đọc bài thơ sao mà đọc gấp ai hiểu mày. Để đọc lại cho mày nghe nè. Quất chiếc xe quay cái bánh thay cái đầu máy. Mày đọc cái thôi nghỉ luôn đi dẹp. Giờ đang nướng cá nha các bạn. Quá thơm.
liệu con cá này có sẽ ngon không? Thấy tao nướng là không ngon rồi đó. Mấy này đừng ăn nha, tao nướng ngon quá, tụi bay đừng ăn nha. Ôi tao. Ôi khét rồi, khét. Trở lại. Ây da. Này nướng càng mau lắm nha các bạn. Thiệt. Khét lắm rồi. Ôi quá thơm. Rồi. Đen, đen đừng ăn nha. Ăn nha. Con nào mà nướng không đen. Xin tồn 12 tiếng công nhận nó rất là cực nha các bạn. Mình có mấy cái rau nhút nè, hồi mình bẻ mình ăn chung luôn. Tụi con ăn rau được không? Dạ được. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Ủa. Nuốt sợ không nổi. Cá sắp chín rồi nha các bạn. Khét luôn kìa. Wow, thứ gì chịu nổi. Đói bụng mà gặp thứ này nữa. Muối này mình đem theo từ trước nha các bạn. Bỏ tắc vô luôn rồi. Có điều hơi bị nhiều tắc cho nên là hơi bị nhiều nước. Coi chừng mình ăn tắc nhiều quá nó miếng mẻ nhiễu vô đó cho rồi. Chín rồi các bạn ơi. Vô vô vô. Quốc anh em ơi. Vô. Vô. Ăn cá rô nè. Ăn cá rô. Có bơi ăn nào? Ăn đi tụi con ăn đi. Út cameraman bất tử mà. Lát đói một chút nữa. Bị bất tỉnh luôn rồi Út ơi. Út con cá nữa Út. Mà. Xin mời các bạn. Ngon. Cá mặt béo ghê. Cá gì đâu mà xương không. Nó ăn hết thịt lấy gì không còn xương. Công nhận con cá này ngon thiệt các bạn. Mới bắt lên nướng luôn. Nóng hổi. Chăm ớt. Ngon. Vừa hỏi gì ăn. Không quá. Thơm ngon tới cái đầu cuối cùng luôn các bạn. Tới con mắt luôn rồi. Ăn này đẻ tụi bay ơi. Tới rồi đi về. Quá quá thơm lắm rồi. Quá ngon rồi. Hết muối luôn rồi. Ăn mà giữa đường mà hết muối giống như đi chợ giữa đường mà hết tiền bay. Ở trên cái vỏ lãi này ăn uống hơi chật hẹp ha. Nhưng mà vui là được rồi. Ăn nhiều là 10. Cuối cùng mấy chú cháu mình cũng đã hoàn thành clip thứ sáu 12 giờ nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy cho mình một like đăng ký kênh, ủng hộ team mình nhé. Để mình có động lực làm nhiều clip như thử thách 24 giờ cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ăn xong chưa tụi con? Chưa. Rồi giờ mấy chú cháu mình đi về nha. Dạ. Nãy xuống ngay về đi mưa. Lần đầu tiên tụi mình sống chơi cái vỏ lãi này nha các bạn. Rất là thích luôn á. Quá sung sướng rồi. Thôi bây giờ cũng đã trễ rồi các bạn ơi. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của mình. Tạm biệt mọi người.